Vâng, em xin chào cả nhà. Và sau đây em lên trường bắt một siêu phẩm cực kỳ đẹp. Đây là con Mitsubishi MT-150 các bác nhé, của một đại gia Tây Ninh ăn chơi một thời nước tiếng và đã từng chịu chi mua em này về gần 100 triệu. Nhưng hôm nay chơi chán rồi, bỏ cũng như tỷ phú Hoàng Kiều chơi Ngọc Trinh. Thì người đại gia này rất mến Lê Tuấn và điện cho Lê Tuấn và gửi qua video nhờ thôi chơi chán rồi bán lại nhường lại cho anh em chơi. Và hôm nay Lê Tuấn giới thiệu cùng các bác, xin chúc các bác sức khỏe, bình an, mạnh khỏe, gặp nhiều may mắn. Và sau đây em báo cáo với các bác, đây là chiếc Mitsubishi các nhá, MT-155 đấy, báo giá cho các bác biết 42 triệu. Đây là giá thực tế của chủ xe. Đấy, cùng với một dàn sới các bác nhé. Cùng với một dàn sới thương hiệu một mẹ đẻ ra. Đấy, đỏ âu như chim của Ngọc Trinh. Đấy, rất đẹp. Sân phẫn màu đen của Lý Nhã Kỳ. Một gai vàng, ghế như một gai vàng của vua Ả Rập. Một vô lăng chính hiệu của Mitsubishi MT-155. Ba máy các bác nhé. Xe này ba máy cực kỳ mạnh. Đấy, Việt Trinh có một chim, Lý Nhã Kỳ một chim, nhưng em này ba chim. Đấy, đây là dàn sới cực đỉnh, hầu như chưa làm. Đấy, chỉ mua về chơi và một vài ba điệu nhạc cũng như vui thu, tức là cũng như thú vui chơi máy cày các bác ạ. Rất mong các bác hưởng ứng. Các bác nào đang thích dòng xe này, các bác hãy điện thoại cho Lê Tuấn 0394 326 198. Em dẫn các bác đến gặp ông chủ này và chỉ chờ cơ hội các bác mua. Em dẫn các bác đến để cơ hội Lê Tuấn gặp ông chủ này tên là Thọ các bác nhé. Đấy, chỉ tên là Thọ thôi là đã thấy là mến rồi. Đấy, và bên đằng kia và đằng này Mitsubishi. Vâng, và bên này là nguyên nhãn hiệu, còn nguyên tay cần gạt nha, còn nguyên lung linh, đèn đang nghiêm chỉnh, tất cả mọi thứ đang zin như người mẫu Lý Nhã Kỳ. Đấy, đấy có cả bình nước xanh đang nguyên si để lọc nước và ba máy các bác nhé, 1 2 3. Đấy, 155 nhưng mà ba máy, 42 triệu, quá đẹp chưa các bác, một đẳng cấp siêu VIP. Đấy, cổ bô trắng tinh các bác nhá, hầu như chưa làm. Một khi đã chịu chơi đúng không, chịu chi, chủ đã từng mua 95 triệu, bây giờ bán có 42 triệu, chấp nhận chịu lỗ một thời ôm ấp còn hơn vợ của mình. Và đến hôm nay mến Lê Tuấn qua kênh gửi của Lê Tuấn để truyền cảm đến cho anh em nếu ai thích. Và cuối cùng hãy điện thoại cho Lê Tuấn 0394 0394